Ơi, xin chào các bạn. Cây này em bữa đủ trái anh Quy. Ủa đủ bao không? Đủ. Đủ bao không các bạn thấy không? Trái như thế này nè. À, anh khách của mình anh hỏi là cái trái như thế này nè, cái chùm như thế này có nhánh nhỏ xíu này để được mấy trái. Các bạn thấy không? Nó ăn xong nó chết luôn cái nhánh này luôn nè. Đó, cái nhánh này thì mình nói tối đa chừng 5 trái, 6 trái. Bạn coi trái nè. À, hiện tại nó đã chạy lên như thế này nè. Mình vô mình gặp một cái tình trạng là sao các bạn? Nó hụt phân. Nè, nó đậu trái nhiều quá mà anh không biết làm, không phải không biết làm mà cũng sợ sợ, cũng không dám gãy phân nè, cũng không dám chụp hình cho mình á, kế bên nè đó thì như vậy nè. Rồi bắt cái tiếng tiếng sao làm sao mà tiếng 2 4 6 8 10 nè, trái này bỏ nữa nè đó. Trái này cuốn các bạn thấy không, nhìn nó trái mà nhìn trong cái chùm nè ha, mình lặt rất là nhiều rồi, nãy mình lặt rất là nhiều rồi các bạn thấy không nè, trái này nè đó. Cái cuốn nào á, cái trái nào mà hai cuốn. À, cái cuốn một cuốn mà hai trái thì các bạn nên lặt ha. Còn những trái như thế này á, giống như trái này nè các bạn nè, trái này cũng còn đẹp nè, nhưng mà cũng phải lặt luôn, bóp bụng lặt thôi ha, bóp bụng lặt các bạn nè, lặt luôn đó. Trái này nhỏ lặt luôn nè đó, 2 4 6 à, trừ lại lặt trái này bỏ luôn nè đó ha. Cái nhánh này mình để là 4 trái là được rồi, hạnh phúc rồi ha. Đây nè, à, thấy vô đây thấy gặp một cái tình trạng như thế này các bạn nè, nó có hai cổ bông đúng không, nhưng mà mình xem lại đi, mình xem lại coi, ví dụ như mà bây giờ là cái cổ này nó đã đủ ông rồi ha, thì mình ưu tiên là mình lặt những cái cổ sau nó bỏ đi các bạn nè. Cái này nè mình ưu tiên mình lặt bỏ đi, cái nhánh này nó không có trái không trả sao, năm sau có trái tiếp nha. Đây những cái trái như thế này nè, mình gọi là trái nó bị mớp không nè đó, mình dư trái nhiều rồi đó, thì mình bỏ đi các bạn, mình dư trái nhiều. Một cây này á bạn thấy một cái tay rất là lớn nè, nguyên kia một cái quầy nữa kìa. À những cái này nè, này mình kêu anh bỏ những cái chùm này ha, để lấy kéo cắt hết đi những cái nhánh này nè, cái nhánh này lấy 3 trái một nhánh, 2-3 trái mình đôn nó lên. Ở trên kia nó còn cái nãy vừa buồn vừa nhóc hết trơn kìa. Đó. Thì chúng ta sẽ ưu tiên là lặt những cái trái nhỏ để bỏ nè các bạn, để cho những cái trái đồng đều nó lớn hơn. Mình để hai cổ để, là để dự trù những cái tình huống xảy ra thôi. Còn bây giờ mà nó đủ trái rồi á thì bây giờ sao các bạn? Thì bây giờ mình lặt bỏ thôi ha. Đó chứ không có để gì, các bạn để là chừng nữa mấy cái trái nào nó giật hết trơn, nó giật mấy trơn các bạn thấy không? Hiện tại đã có hiện tượng đỏ gai rồi kìa. Mấy nhỏ nè, mấy nhỏ lớn giật chung nhau nè, chung trả nhau giật đó. À, những cái nhánh dưới nó còn đậu nữa các bạn nè, nhưng mà thôi mình bỏ đi các bạn nè, mình bỏ cái này đi nha đó, mình lấy một cái thôi, cái này năm sau mình ăn nhánh cấp 2 mình lấy trái này thôi. Hai trái này chừng nữa mình nói các bạn nó xấu quá hà ha. À, trái chừng nữa xấu quá hà. Rồi thay đang quay phim mà thay đang quay cái vườn mà thấy có điện thoại đó, bây giờ cái này nè, mình nói là chiều nay ảnh phải vô anh lấy phân rải liền. À, rải liền là trái xanh liền rồi. Đóng như thế này nè các bạn, nãy mình để ý nè, những cái nhánh ở dưới nè, những nhánh dưới mình những cổ sao như thế này nè. Thật ra những cái nhánh này á, các bạn để trái hay không để trái nó không quan trọng đâu ha, tại ở trên mình đủ trái trơn rồi. Ở dưới này mình thấy nè, trái nhỏ nè, bỏ nè, trái này không có để làm gì chứ ha. Đừng có nói là à phải đủ nhánh thì cái nhánh nào không có trái không có đâu các bạn ha. Làm sầu riêng là phải có nhánh không có trái thôi, không có nhánh nào mà không có trái chứ, không có nhánh nào mà đủ trái cho các bạn được nè. Như này dưới này không cần anh nè, anh thích bẻ nè ha, nó đào thải bỏ nè, thấy không, nhánh bỏ nè. Trái nè, thích thì để ăn trái, không thích thôi. Ok không? Rồi. Trái nè, những trái nhỏ hơn nè, bỏ đi. Để làm chi? Để làm chi các bạn? Đây nè. Nè, những cái trái này là đúng ra những trái như thế này nè, mình cho ăn giải phân được rồi. Trái như thế này nhỏ như thế này nè các bạn, giải phân được rồi. Cái trái này là quá bự rồi. Quá bự để mà nó hút dinh dưỡng rồi. Đó thấy không? Hiện tượng đỏ gai rồi. Đó, là mình cho giải phân vô là ok. Giải phân xong các bạn, bạn sẽ có hai tình trạng xảy ra là những cái trái mà nhỏ nhỏ như thế này nè. Ha, là nó đèo luôn, đèo luôn, là nó rớt luôn. À, sợ là không dám tiễn thôi, chứ mình tiễn là mình vô mình tiễn lắc nó khóc luôn á. Nha, ha, những trái này phải tiễn bỏ nè, bỏ nè, nhánh này để hai trái thôi đúng không các bạn? Nè, nhánh này để hai trái nữa, sau cặp trái nè, để nhỏ lấy hai trái thôi. Nè, nhánh này bỏ nè, đó, nhánh này bỏ nè, tỉa đi, những cái nào mà hai ấy là bắt bạn tỉa hết trơn đi. Đó, đây nè, đó, hai trái thôi, lấy hai trái thôi là hạnh phúc rồi. Trời ơi, cái nhánh này mình được 10 trái nó muốn xỉu nhánh rồi. Nha, đi vô tiếp tục đó, ngồi hút thuốc ở đây. Bạn coi nè, mà mình khuyên các bạn hồi nãy đó, như nãy ha, những cái nhánh như thế này mà nó đã đậu trái rồi ha, những cái nhánh mà nhỏ hơn mà có trái thì các bạn bỏ hết đi ha. Những cái nhánh này là trái nhỏ nè, bỏ hết đi đó. Hai cái nhánh này là đủ tiền rồi, hai cái này là một nhánh mình có thể lên là 7 trái là bình thường không vấn đề hết chứ ha. Bự hết trơn rồi, nhánh này bự hơn cổ tay mình nè, bắp tay mình hết trơn rồi. Nhánh trái này nè, à, những trái này bạn sẽ để những cái mẫu sự nghiệp đi. Trái này là cái mẫu trái tròn nè, à,
một trái tròn nè. Cái mẫu này các bạn làm mà lưới quớ là không có ký thì bởi mình phải kỹ nè. À đây nè, trái nó đậu như thế này các bạn. Mà mình nói các bạn nè, lặt trắng đất ra nha, lặt là hồi nãy là ngồi là lặt trắng đất ra nha, đậu lắm đậu. Rồi ok, đi vô một chút xíu nữa kìa. Đó. Đó, hai anh khách của mình. Bạn coi là dàn lá nè, mình cho các bạn xem dàn lá nè. Mình làm từ cái lúc mà anh còn trồng cam, đốn cam kìa, tới giờ nè ha. Nguyên dàn lá, bạn sẽ không bao giờ thấy cái trái nằm trong đâu. Nó sung như thế này nè. Đó, thấy chưa? Đã lắm. Đó, các bạn muốn mà hiện tượng mà đỏ gai mà nó không có ha, thì các bạn phải xử lý liền. Cái vấn đề mà ví dụ mà trái, các bạn đừng có uổng. Tại vì một trái như thế này nè, một cây như thế này nè. Đó, ví dụ như cây này. Trời ơi, cứ ngắt ngơ ra hả? Trời ơi, các bạn coi nè. Ở dưới nè, không chịu tỉa nè. Ủa chưa? Tỉa đi, tỉa liền đi các bạn. Các bạn tỉa liền, cái trái nó sẽ nhanh lớn lắm ha. Trái nó nhanh lớn lắm. Nè, tỉa đi. Cây to nè các bạn. Những trái này các bạn bỏ đi. Đây nè. Mình sẽ cho các bạn xem. Vuốt bỏ, mấy cái này nhỏ nhỏ, cứ vuốt bỏ đi. Mấy trái này các bạn có mới có thể, mấy cái trái này các bạn mới có thể có cơ hội mà bán tầm gần 30 tháng 4 ha, trước hoặc ngày trang 30 tháng 4 hoặc sau đó một vài ngày ha, chứ mấy các bạn để vào đông can là nó, ôi nó không có giá đâu nè. Mấy trái này nè, mình là ưu tiên mà mấy trái này mình lặt bỏ hết trơn nè. Đó, trái này mình chừa thôi ha. Chừa hai cổ làm sao mà chừa một tuần lễ với 10 ngày là ok mấy anh. Đó, làm đi. Đó, cái cây này hôm bữa có chú ý làm không? Cái này hôm bữa không chú ý làm luôn đó hả? Đậu luôn nè các bạn. Đậu trái tốt luôn. Hôm bữa anh xịt gì ta? Hôm bữa anh đưa anh xịt gì? Mới xịt vỗ trái sáng luôn nè. Vỗ trái đúng không? Vỗ trái với amino kẽm luôn. Nó lớn trái ha. Nè các bạn, một số cây sổ sau nè, nó đậu như vậy. Nè, cây sổ sau đậu nha. Những cây như thế này nè các bạn. Ví dụ nha, các bạn coi nè, cái lượng trái nó đậu rất là dữ thì các bạn có thể vô phân luôn bình thường, không sao hết. Đó. Nhưng mà cái lượng nước tưới nha các bạn, cái lượng nước tưới rồi các bạn phải tưới mỗi ngày nha. Cỏ nó nhiều rồi nè, mình cho anh rải phân sau là mình cho anh phát xương xuống cái. Đó, các bạn, vàng lá mà thấy không? Vàng lá này thì cỡ nào cũng nuôi trái ngon hết chị ha. Vàng lá này cỡ nào nuôi trái cũng ok hết. Nè, trời ơi, trái đặc thịt ở trong như thế này nè. Trời ơi mấy anh ơi, khổ cho em quá. À, anh báo rụng đó nha. Đó, anh báo rụng với mình đó. Không biết đường tiễn thiệt luôn. Cổ thiệt. Đó, đó, mình tiễn một cổ thôi các bạn. Mình tiễn một cổ như thế nè. Nó trái mình đủ rồi, mình không cần thằng lũ sau là làm gì nữa. Đó, cho mấy nhánh nào nó thở đi, mình tập trung vào những cái nhánh này thôi. Là như vậy là được rồi ha. Đó, các bạn mà tiễn được trái ha. Rồi, các bạn mà vô phân sớm, các bạn biết cách mà các bạn vô phân nha. Các bạn mình không có kêu vô phân sớm nha các bạn. Các bạn biết cách mà vô phân ha, thì những cái trái này sẽ lớn nhanh cấp tốc và nó không bị đỏ gai. Đây là một phần mà nó gây ra những hiện tượng đỏ gai nè. Có khi các bạn xịt dưa canxi nó cũng đỏ gai nữa ha, thì tùy lắm nè. Cái lá như thế này nè, đẹp không? Trời ơi coi nè, trời ơi coi kìa. Trái nè, trái này chừa không trái chừa không cho bé rồi nè, bạn thấy không, trái nó bự lên nè. Mình mới cho anh tưới ọt cái nước hồi chiều hôm qua đúng không, anh tưới hôm qua, tưới ọt cái nước hôm qua, bắt đầu ngày mai anh mình kia vô phân luôn. Cái này vô phân đó các bạn nè, vô cây nửa ký. Cái này nè, hiện tại cái này mình cho gánh tầm 35 trái, 100 kg được rồi. 100 kg là hạnh phúc rồi, 100 kg rồi nè các bạn thấy không, rõ ràng nè. Những cái trái mà nó bự ha, mà nó đã đủ lượng bông rồi, lượng trái rồi, các bạn thấy không? Những cổ sao nó giật rụng nè. Mình đâu có làm cho nó cũng rụng, nó đào thải tự nhiên theo cơ chế sinh lý của nó. Nè, trời ơi, nó như buồn dừa chứ nè. Ôi ôi, cái này chừng nữa sẽ có nhiều siêu phẩm lắm. Cái vườn này chừng nữa sẽ có nhiều siêu phẩm lắm. Khách hàng người ta không biết tỉa đó, cái ta để luôn. Và những nó sẽ có những buồn dừa như thế này nè. Đó, thấy chưa? Các bạn. Vườn này sẽ có những buồn dừa lớn lắm nha. Ok ha. Đó, ok các bạn ha. Chúng ta nên tỉa bông trước. Rồi chúng ta hay vô phân, chúng ta thấy trái đậu nhiều quá chúng ta sẽ vô phân ha. Rồi ảnh vô phân xong mình sẽ cho anh tưới cái xô. Trời ơi nó đậu gì nữa các bạn ơi. Rồi ok các bạn, xin chào các bạn ha, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị các bạn trong các video sau.